Và hôm nay chúng ta cùng nhau review một cái kênh Giới Quạt TV. Kênh này là kênh chia sẻ cuộc sống ở Hàn, những phong tục ẩm thực của Hàn Quốc nha anh chị các bạn. Và đây là những video có trên kênh. Chúng ta nhìn thấy là những video này được quay với chất lượng khá là tốt và âm thanh rất là trung thực các anh chị các bạn. Nhưng tiếc ở chỗ đó là kênh không thiết kế thumbnail cho từng video nên hạn chế lượt xem, không thu hút được khán giả mới ghé kênh các anh chị các bạn, không được đẹp mắt lắm, chưa có thumbnail. Và kênh Giới Quần TV này có được là 1.390.000 người đăng ký và số lượng video có trên kênh đó là 1.300 video. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần cái quả video đầu tiên được đăng cách đây 8 giờ có được là 73.000 người xem, rất là khủng hết các chị bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem vào cái video này xem coi cái mức độ tương tác của khán giả đối với cái video này như thế nào nhé các anh chị bạn. Đây là cái video đầu mới đăng cách đây 8 giờ và có tiêu đề là cả nhà lên rẫy nhổ ngồng tỏi hành ba rô hái xà lách thấy mà mê. Và video này có là 128 lượt bình luận, khán giả bình luận cho cái video mới đăng 8 tiếng này cũng rất là nhiều và có sự tương tác của khán giả rất là cao. Rồi lượt thích của video này là 2.900 lượt thích. Và bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái kênh xem coi kênh Yeguang TV này sẽ mô tả cái kênh mình như thế nào. Trước khi vào phần mô tả của cái kênh, chúng ta sẽ thấy là cái kênh thiết kế cái banner kênh rất là đẹp, rất là bắt mắt, rất là thu hút khán giả các anh chị bạn. Và phần mô tả của kênh Yeguang TV này: xin chào mọi người, kênh cuộc sống Hàn Quốc chia sẻ về mọi chủ đề trong phong tục, lối sống, ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực, sinh hoạt và những điều thú vị về cuộc sống của chị em ở Hàn Quốc và người Hàn cho mọi người xem, có ý định muốn kết hôn sang Hàn tìm hiểu. Và kênh được đặt tại địa điểm là Hàn Quốc. Kênh được liên kết với trang mạng Facebook của chủ kênh. Thì kênh được thống kê là tham gia YouTube vào ngày 9 tháng 10 năm 2012, cách đây 11 năm. Và tổng lượt view trên kênh đó là 616.114.855 lượt xem. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đó là phần social plan, coi cái social plan này đánh giá cái kênh này như thế nào và cái thu nhập hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm được social plan đánh giá là sao các anh chị các bạn. Đây là social plan đánh giá cái kênh này là loại B và số lượng video upload trên kênh đó là 1.346 video và số người đăng ký cho kênh đó là 1.390.000 người, số lượt view trên tổng video đó là 616.016.997 lượt xem. Và kênh được đặt tại quốc gia Việt Nam, kênh được thành lập năm 2012 và cách đây một tháng lượng người đăng ký là 10.000 người và tỷ lệ là 0%. Và lượng view cách đây một tháng là 7.562.000 view và tăng là 22.8%. Cách đây một tuần thì chúng ta thấy được là lượng subscribe tăng lên là 10.000 và cách đây một tuần lượng view của tổng video đó là 2.176.083 lượt view. Hàng tháng thì kênh này sẽ kiếm được từ 1.900 cho đến 30.200 đô và hàng năm kênh này sẽ kiếm được từ 22.700 cho đến 363.000 đô. Và bây giờ chúng ta sẽ xem coi là trung bình hàng tuần thì kênh này sẽ kiếm được từ 441 đô cho đến 7.100 đô. Và bây giờ chúng ta sẽ coi mức thu nhập của cái kênh này trung bình hàng tháng và hàng năm ra tiền Việt là bao nhiêu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tính trung bình hàng tháng trước. Thì trung bình hàng tháng thì chúng ta sẽ lấy 1.900 đô, chúng ta cộng cho 30.200 đô, rồi kết quả chúng ta sẽ chia cho 2 để ra mức trung bình hàng tháng. Thì trung bình hàng tháng kênh này sẽ kiếm được 16.050 đô. Chúng ta sẽ quy ra tiền Việt bằng cách chúng ta nhân cho 23.000 trên 1 đô. Chúng ta sẽ nhân cho 23.000. Thì kênh này sẽ kiếm được là 369.150.000
trong vòng 1 tháng, và số tiền này có thể nhiều hơn và cũng có thể ít hơn dựa vào chất lượng quảng cáo của kênh và trừ đi các chi phí làm video và thuế khác. Bây giờ chúng ta sẽ tính trung bình hàng năm. Thì trung bình hàng năm thì chúng ta sẽ lấy 22.700. Chúng ta sẽ cộng cho 363.000. Chúng ta sẽ được là hàng năm trung bình sẽ kiếm được là 385.700 đô. Chúng ta chia cho 2 thì ra trung bình là 192.850 đô. Chúng ta cũng như khi ra tiền miền bằng cách chúng ta nhân cho 23.000 trung bình trên 1 đô, thì kênh này sẽ kiếm được 4.435.550.000. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái kênh Diệu Quang TV này để xem coi cái video phổ biến nhất của cái kênh là bao nhiêu view. Trong phần video phổ biến nhất của kênh thì chúng ta sẽ thấy được là kênh có rất nhiều video triệu view, nhưng đặc biệt chú ý nhất đó là một cái video có cái tiêu đề là Cuộc sống ở Hàn mùa làm kim chi phần 1, đạt được là 4,1 triệu view cách đây 5 năm hả các anh chị các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái phần video nhiều view nhất trong phần phổ biến này, chúng ta xem coi lực tương tác của khán giả với cái video nhiều view này cách đây 5 năm như thế nào nhé các anh chị bạn. Với video phổ biến đạt được nhiều view nhất đó là 4,1 triệu view cách đây 5 năm thì chúng ta sẽ thấy số lượt người bình luận cho cái video này đó là 1.974 lượt bình luận. Và chúng ta sẽ thấy là có sự tương tác của chủ kênh rất là nhiều hết các anh chị bạn. Rồi nếu các anh chị các bạn thích những cái video liên quan về phong tục cuộc sống và phong ẩm thực của người Hàn thì các bạn có thể đăng ký cái kênh Diệu Quang TV này để ủng hộ bạn này. Và đặc biệt là các bạn có muốn mình review những kênh nào thì các anh chị các bạn có thể comment bên dưới, đặc biệt hãy cho mình một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các anh chị.